走不了风，迎来一弯这冰冷身边白昼，明黑黑龙流浪回返当，流浪回流北走走回暖风，回到包回走夜光灯悠悠回回扬，夜晚回摇晃摇回回回夜晚不带流人一晚一晚不回扬，人都会人当人走回
Thank you.
Oh,
sẽ sinh liệu Phật mà đưa hồn về cực lạc nước đi cho xa ngã quỷ cho lùi kiếp ma. Nam mô Tây Phương Thế Tạng Hộ Giá Di Đà Phật. Nam mô Tam Phật cha mẹ cha chúng tôi đã lâm cơn bệnh ngặt nghèo, gia đình hết lòng chạy lo thuốc thang và y bác sĩ điều trị, nhưng cơn bệnh không giảm nên cha tôi đã đành trút hơi thở cuối cùng lúc 7 giờ ngày 19 tháng 10 tháng 1 năm tháng 11 năm Quý Mão. Cha tôi hưởng thọ 78 tuổi. Đây là sự mất mát lớn của gia đình mà không bao giờ kiếm lại được. Nhận được tin buồn đó, bà con cô bác thân bằng quyến thuộc chẳng ngại đường xá xa xôi nín chút thời gian quý báu để đến thắp nén hương tịnh tài tịnh vật cầu nguyện cha chúng tôi cao đăng Phật quốc. Những thân tình đó tôi đặt dạ ghi lòng không bao giờ quên. Chút lát nữa đây cha tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, xin nhờ cô bác anh chị em tận tình giúp đỡ để đưa đón cha tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời quý cô bác trở lại gia đình để dùng ly rượu đậm đà chung trà thân mật, gia đình xin đáp tạ. Trong lúc tan gia bối rối có điều chi sơ sót, ông bà cô bác nguyện tình thứ lỗi. Xin cảm ơn.